Chỉ trong vòng 2 tuần trở lại đây, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu liên tục lập nên những chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Những thành tích đó đã đem lại sự tin tưởng, ủng hộ của bà con nhân dân phường nhà dành cho lực lượng công an ở cơ sở. Ngày 24 tháng 2, nhận được tin báo từ một cơ sở massage về vụ việc có thanh niên đến đập phá đồ đạc, cầm hung khí đe dọa người tại quán. Rất nhanh, cán bộ chiến sĩ công an phường đã có mặt tại hiện trường, tiến hành ngăn chặn và trấn áp thanh niên manh động nói trên. Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên Nguyễn Văn Nhật, 29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc massage ở quán, Nhật xảy ra mâu thuẫn với nhân viên dẫn đến vụ việc trên. Qua khai thác nhanh, Nhật thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xác định số tài sản bị đập phá thiệt hại lên tới 30 triệu đồng. Đối tượng gây án hiện đã bị khởi tố bắt giam. Sau vụ việc này, công an phường siết chặt quản lý hoạt động các cơ sở massage, nhà trọ, cắt tóc. Qua đó, chỉ trong ngày 25 tháng 2, đơn vị đã triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình, bắt quả tang nhiều trường hợp mua bán dâm. Không dừng lại ở đó, một đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn cũng đã bị công an phường triệt phá. Cụ thể, thời gian qua, ở một số khu chung cư, nhà trọ xảy ra tình trạng mất cắp xe máy. Thông tin này được trình báo công an phường. Từ đây, một tổ phá án đã được xác lập. Các chiến sĩ công an tổ chức nắm tình hình, sâu chuỗi thông tin, từ đó xác định được quy luật hoạt động của tội phạm. Đến rạng sáng ngày 25 tháng 2, sau quá trình dài theo dõi, công an phường bắt quả tang 3 thanh thiếu niên đang thực hiện hành vi trộm cắp đã khống chế mời về cơ quan làm việc. Tại đây, sau quá trình đấu tranh, nhóm này khai nhận thêm một đồng phạm khác. Trong thời gian này thì tình hình dịch bệnh Covid diễn ra trên địa bàn phường rất là phức tạp. Thì trong đó thì công an phường thì cũng có một số cán bộ chiến sĩ cách ly, nhưng mà với tinh thần quyết tâm của ban chỉ huy công an phường thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cũng quyết tâm ngày đêm mật phục để mà điều tra xử lý làm rõ các vụ việc. Cơ quan công an xác định đây là đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh đã thực hiện 11 vụ. Xe sau khi lấy cắp sẽ được gửi lên Tây Nguyên tiêu thụ. Trước thành tích xuất sắc này, thư ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho công an phường. Thời gian tới cần phải để tiếp tục phát huy cái tinh thần nhiệt huyết đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn cơ sở của mình và những địa bàn giáp ranh, góp phần chung cho công an quận Liên Chiểu được an bình, bà con được yên tâm sản xuất và niềm tin của người dân được nâng lên và người ta tin vào công an là thông qua tất cả những công việc nó cụ thể trong đời sống hàng ngày người ta ghi nhận. Thì đảng ủy, ủy ban dân cũng đã là kịp thời quan tâm, chia sẻ, gặp gỡ, khen thưởng, đột xuất, động viên lực lượng và cũng rất mong lực lượng công an phường, bao nhiêu công an phường tiếp tục nỗ lực, tâm huyết để làm sao đó cho cái địa bàn phường Hiệp Nam cũng như các địa bàn giáp ranh được ổn định, tình hình tội phạm sẽ được đẩy lùi. Kết quả đặc biệt xuất sắc trên không những thể hiện sự mưu trí dũng cảm trong công tác đấu tranh chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ đơn vị, mà còn nâng tầm năng lực chuyên môn nghiệp vụ, sự quyết đoán trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của chỉ huy công an phường. Tuy nhiên, phần thưởng quý giá nhất khi phá thành công nhiều vụ án vẫn là sự tin yêu, ủng hộ của bà con nhân dân địa phương.